làm ăn kinh doanh sẽ không có cái gì để cho anh em mà làm nhanh được đâu. Nhất là những người mới bước vào nghề tay mơ sẽ không có cái gì là nhanh cả, tất cả là cạm bẫy. Vậy thì tại sao vẫn có người nhanh hơn người khác? Chú ý cho tôi cái chỗ này. Nhanh là gì? Nhanh là chúng ta dùng đơn vị thời gian để đo. Ai ít thời gian hơn thì ta bảo nhanh, nhưng không phải đâu ạ. Phải nhớ cho tôi cái chỗ này. Là số lần họ lặp lại trong cùng một khoảng thời gian khác chúng ta. Cái số lần họ lặp lại trong cùng khoảng thời gian. Ta lấy ví dụ, ngày hôm qua trong số những nhân viên thực tập của tôi đấy, có người gọi được 75 cuộc gọi, nhưng mà có người chỉ gọi được có 18 cuộc gọi thôi. Cùng một khoảng thời gian là một ngày thì có người làm được 75 cuộc gọi, có người làm được 18 cuộc gọi. Chứ chênh nhau mấy lần? Gần 5 lần. Tức là thuê 5 cái ông đó thì bằng một cái ông kia. Vậy thì nó khác nhau như vậy đấy. Thế là cùng, nếu mà mình tính theo thuê, theo tháng, theo ngày thì lương ông kia có trả được gấp 5 lần cái ông kia không? Trên thực tiễn là không có, cả tất cả mấy thằng này đều bằng lương nhau. Mà một thằng làm được 15, một thằng được làm được 75, à 18, một thằng 75. Thì rõ ràng là đấy, chúng ta thấy không ạ? Cho nên chúng ta đo bằng thời gian là bị sai. Anh em cũng vậy. Không phải 1 năm thì mình thành công hay là 3 năm mình thành công, mà mình phải hiểu là cái người 1 năm họ làm bao nhiêu lần, họ gặp gỡ bao nhiêu khách hàng, họ thử nghiệm bao nhiêu phương án. Còn chúng ta thì đúng không ạ? Anh em làm kênh YouTube cũng vậy thôi. Mình làm được bao nhiêu cái video nghiêm túc, chứ không phải số lượng video mình đẩy lên, mà bao nhiêu cái video mình có đo lường, có nghiên cứu, có triển khai đầy đủ để kênh YouTube của mình nó lên. Đấy, thì tất cả những cái chuyện ngày hôm nay, để tránh những cái ảo tưởng cho anh em, thì tôi cũng nhắc nhở anh em như thế. Thì chủ yếu nhắc các bạn trẻ mới vào đời. Hôm nay tôi nghĩ là cũng không nhiều bạn trẻ đâu, chắc ít thôi. Tôi nhắc chủ yếu các bạn đấy, đúng rồi. Dưới 25 tuổi sinh viên mới ra trường thì cái nhóm này dễ bị tổn thương nhất. Thì tôi mong các bạn là học cái con đường để tự bảo vệ. Nhưng mà chắc chắn cũng không tự bảo vệ đâu. Kiểu gì cũng phải đớp vào mùi câu một vài phát thì mới tỉnh được đời. Trong cái công việc của tôi thì tôi đo lường ấy, thì tôi thấy rằng là cái nhóm dưới 25 tuổi thì hung hăng lắm. À, hung hăng cho nên là các bạn dễ bị dính bẫy cuộc đời ở ngoài kia. Nhưng mà cũng may mắn cho các bạn là dưới 25 tuổi thường không có gì để mà mất cả. Trừ một số anh chị em là do cha mẹ có, thì thôi làm mất cha mẹ đi cũng được, cũng chẳng phải của mình, chả sợ. Thì cái nhóm dưới 25 tuổi thì làm cái gì cũng phải nghe lời người lớn một tí. Tôi biết là các bạn cũng đang là thuộc về thế hệ dẫn dắt thế giới. Nhưng mà dưới 25 tuổi thì mình chưa có nhiều trải nghiệm. Thế còn từ 25 đến 28 ấy, là cái giai đoạn mà các bạn cần tập trung vào cái giai đoạn tích lũy kiến thức. Đây là giai đoạn mà kiến thức nó khác với kiến thức ở trong trường, trong lớp. Nó gần với kiến thức cuộc đời nhất. Cái giai đoạn này đối với các bạn thì tất cả những gì thuộc về mới, về công nghệ, về tất cả mọi thứ cứ nạp nó vào. Nạp được bao nhiêu kiến thức, nạp thật nhiều. Tất cả mọi thứ trong tuổi 25 đến 28 là giai đoạn lớn nhất để học. Tôi thì tiếc quá, cái giai đoạn này tôi lại khởi nghiệp mà không có học. Là không, rất là tiếc cái giai đoạn này cuộc đời của tôi. Thế còn đối với anh em mà 28 đến 33 thôi, cao tay này, anh chị em 28, 33 giơ cao tay thôi nào. Và cảm ơn các anh chị em. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta phải làm nhiều việc cùng một lúc. Đó là vừa học, vừa phải làm, phải phát triển công việc, sự nghiệp của chúng ta nằm trong giai đoạn này. Và trong cái giai đoạn này cũng chính là giai đoạn chúng ta phải hoàn tất cái việc sứ mệnh gia đình của chúng ta. Thế thì trong cái giai đoạn này cũng chính là chúng ta phải hoàn tất cái việc cưới vợ, cưới chồng. Nếu mà trong cái giai đoạn 28 thì chưa cưới vợ, cưới chồng thì giai đoạn 28, 33 phải hoàn tất cái việc này. Sau 33 thì cái xác suất thành công nó càng chậm lại. Thì trong cái giai đoạn 25 đến 33, 28 đến 33 này nó có một cái khả năng cho phép anh em chúng ta là được thất bại, được nhiều cái sự thất bại. Vì lúc này thì gia đình con cái cũng còn nhỏ, tức là chưa có ảnh hưởng lớn về mặt tài chính. Tức là ý tôi nói là có thể hơi liều một tí cũng không sao. Hơi liều thôi nhá, chứ không thể đánh bạc đánh cả được. Cái đoạn dưới 28 thì thoải mái, nhưng cái đoạn trên này là không được, vì có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cha mẹ già đằng sau nữa. Chúng ta mà thất bại nó ảnh hưởng cả cái hệ lụy. Còn cái giai đoạn 33, 36 ấy, đây là cái giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu anh em không đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp ở giai đoạn này thì rất khó đạt ở giai đoạn sau. Thế thì 33, 36, nhưng mà luôn luôn phải nhớ cho tôi, tránh mấy cái cạm bẫy nóng vội kìa. Phải tránh hết tất cả những cạm bẫy nóng vội, không thì mình lại còn chìm sâu hơn, không ngóc lên được đầu lên. Thế thì cái đoạn giai đoạn 33, cái giai đoạn 33 tuổi này ấy, là cái giai đoạn mà cho phép chúng ta có những cái sai lầm nhỏ. Sai lầm nhỏ thôi nhé, còn sai lầm lớn là làm lại là không kịp nữa đâu. Thì ở trong cái giai đoạn 33 đến 36 tuổi là đỉnh cao của sự nghiệp, đỉnh cao của mọi thứ. Và tất cả mọi cái việc trong công cuộc đời của chúng ta thường định hình, luôn cố định và không thay đổi nữa ở cái tuổi 36. Vì sau 36 là chúng ta không dám làm cái gì mạnh mẽ nữa hết. Thế thì đến từ 36 đến 45 thì nó khoảng mất 10 năm.
Thì đấy là 10 năm mà chúng ta vừa củng cố, vừa mở rộng. Còn sau cái tuổi 45 rồi thì thực sự là chúng ta chỉ thừa hưởng những cái thành quả thôi. Thế thì hôm nay trong hội trường của anh chị em nào ở đây mà sau cái tuổi 45 mà vẫn đến cái lớp học này thì giơ tay xem ạ. 45 tuổi, giơ cao tay xem nào. Vâng, cũng phải thừa nhận các anh chị rất là dũng cảm, thực sự. Thì tôi không chắc chắn lắm về cái việc anh chị em mình có thể học thêm được điều gì. Thế thì hôm nay đến đây thì tôi cũng không kỳ vọng các anh chị em 45 tuổi. Thì nó có như thế này này, là có không? Có, nhưng mà nó hiếm. Tức là cái xác suất của cái người trên 45 đi học là đã hiếm này. Cái xác suất của cái việc thành công ở sau tuổi 45 cũng hiếm. Tức là cái việc đi học đã hiếm rồi. Cái việc học được là hiếm hơn, và cái việc học xong làm càng hiếm hơn nữa. Nhưng không có nghĩa là anh chị em mình tự loại bỏ. Để tôi nói cũng như vậy để anh chị em đừng buồn và đừng loại mình ra khỏi cuộc chơi. Nhưng mà cũng đừng kỳ vọng rằng mình phải đạt được như bọn trẻ. Bây giờ nói đến, tôi nói một cái ví dụ như thế này thôi là để anh em hiểu. Cái bọn 28 tuổi thằng nào nó cũng đăng ký xong và nó làm xong cái chat GPT rồi. Ai ở đây dưới 28 tuổi mà vẫn chưa có tài khoản chat GPT giơ tay đi con. Các bạn là hàng hiếm trong cái hội trường này. Hàng hiếm trong cái hội trường này. Thật. Ai dưới 28 tuổi đã có chat GPT giơ cao tay lên. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đa phần những người trẻ này họ đã tiếp cận xong cái công nghệ cơ bản rồi. Thế còn cái nhóm 28 đến 33 giơ tay nếu bạn chưa có tài khoản chat GPT. 28 đến 33. Đấy, nó sẽ đông hơn một tí. Cảm ơn các bạn. 28, 33 mà có tài khoản chat GPT giơ cao tay lên nào các bạn. Đúng rồi. Thì ở cái nhóm này thì nó 50-50. Đúng không ạ? 50-50. Một nửa có, một nửa không. Ở dưới 28 thì cái nửa có đông hơn nửa không. Còn trên 45 tuổi ở đây à. Ai ở đây trên 45 tuổi mà có chat GPT giơ tay lên nào. Nó là hàng hiếm giống như tôi. 4 người, 5 người, 10 người trong hội trường. Ai trên 45 tuổi mà chưa có tài khoản chat GPT hoặc không biết nó là cái gì cứ giơ cao tay lên. Cả giơ cao tay lên. Cảm ơn các bạn. Thì đấy là một cái ví dụ để cho anh em thấy rằng là à cái đấy nó như thế nhưng mình không tiếp cận được. Nó vẫn giống như tất cả mọi người anh em chúng ta ở đây thôi. Thì rõ ràng là ở mỗi một cái lứa tuổi chúng ta sẽ có cái chậm đi về mặt nhận thức nhưng mà tăng cái kinh nghiệm. Thì trong cái kinh nghiệm sống này nó có cái loại kinh nghiệm là tốt và nó có cả những kinh nghiệm xấu. Thì trên 45 tuổi là rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà nếu chúng ta chưa thành đạt về mặt tài chính, sức khỏe, quan hệ thì đấy đều là những kinh nghiệm xấu. Nhưng để loại bỏ những kinh nghiệm xấu đó thì cực khó. Rất khó vì nó ăn sâu trong tâm trí và chúng ta đòi hỏi cái sự quyết tâm rất là lớn. Kể cả tôi bây giờ cũng vậy. Đòi hỏi sự thay đổi rất là lớn. Nỗ lực để thay đổi rất là lớn. Thế thì cái giai đoạn mà 28 đến 33, đây là cái giai đoạn tăng tốc tốt nhất trong cuộc sống các bạn. Ổn định nhất trong cuộc sống các bạn. 33 đến 38, thì 33 đến 36, thì đây là cái giai đoạn mà định hình, ổn định, tăng tốc, bền vững, phát triển. Và sau 36 thì bạn chỉ hưởng các cái thành quả do mình đã tạo ra và tiếp tục phát triển nó lên. Tôi lấy ví dụ cho các bạn nhìn thấy ở đây là học viên của tôi đúng không ạ? Các bạn hãy nhìn thấy từ bao từ màu đỏ là bao tuổi không ạ? 25 đến 35 nhưng mà chủ yếu là 28 đến 33 đấy trong cái nhóm này. Và cái nhóm còn lại phía trên kia là 35 đến 44. Như vậy thì nếu như các bạn có thể nhìn đây là do thống kê thôi. 25 đến 44 thì là cái lứa tuổi mà các bạn có thể học và tăng tốc nhiều nhất. Thế còn trên 45 thì rất ít. Còn trên 55 thì còn ít nữa. Có một người trong lớp kia. Và dưới nữa thì là hai người dưới trong tuổi 18-24. Đây là một cái lớp học đặc biệt của tôi, lớp học EagleCamp. Thì đây là cái thống kê cuối cùng mà những người này đang đi học. Và bạn có thể nhìn thấy cái thành quả về mặt tài chính của họ. Cho tôi cho các bạn xem một tí về mặt tài chính. Về mặt tài chính. Chút thôi. Đây. Các bạn thấy rằng là họ thì khoảng 2/3 thì họ có tài sản từ khoảng từ 2 tỷ đến 20 tỷ. Và 1/3 trong số còn lại đấy thì tổng tài sản của họ thì trên 20 tỷ, tức khoảng 27,7%, 28% những người học tôi là các triệu phú trong cái hàng đầu này. Thứ ba người thì có một người là triệu phú, tổng tài sản của họ trên 20 tỷ, cái hàng đầu tiên. Còn lại thì tổng mà dưới 2 tỷ thì nó còn khoảng được dưới 18%, khoảng 8%, tức là số rất là nhỏ. Như vậy thì hôm nay các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn có thể biết thấy điều này. Đấy là cái hành trình một cái cuộc đời của một con người mà tôi có thể nhìn thấy được. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.